Ở tập trước, bọn cướp trở về thì phát hiện có 2 đồng tiền vàng mà chúng cướp được rơi ra ngoài, nên biết rằng hang động của mình đã có người xâm nhập. Còn khi Alibaba sang nhà anh mình mượn cân, bà Deka liền lấy sáp ong bôi dưới đáy cân để xem Alibaba cân gì. Sau khi lấy lại cân, bà Deka phát hiện có dính 1 đồng tiền vàng thì vô cùng ngạc nhiên. Còn về phần Alibaba, sau khi trở nên giàu có, anh đã giúp được rất nhiều người nghèo và chuộc thân cho cô hầu gái Morgiana. Vợ chồng chú mày đến đây có gì không? Lại xin hay mượn gì nữa phải không? Dạ không, tụi em tới biếu anh chị một ít trang sức. Thần Linh ơi! Ở đâu có nhiều trang sức vậy? Alibaba, chẳng lẽ anh em với nhau mà chú giấu giếm ta cái gì sao? Hay chú là cướp? Bọn cướp mà gần đây hoành hành khắp nơi. Dạ, không phải đâu anh. Vậy vợ chồng chú tìm ở đâu ra nhiều trang sức và tiền vàng nhanh đến như vậy chứ? Hai người còn bố thí giúp đỡ người nghèo nữa. Đừng tưởng là Deka này không biết nha. Em không có ý giấu giếm gì anh cả. Chuyện là thế này. Ông chủ ơi, sắp đến nơi chưa? Chưa đâu, còn một đoạn nữa. Xa vậy sao? Mà ông giàu rồi, đi lấy kho báu làm gì nữa? Nhiều chuyện, đi nhanh đi. Hay muốn ta đuổi ngươi bây giờ? Vừng ơi, mở ra. Mở rồi. Mở rồi. Nhanh đi. Anh đưa bọn cướp để về. Tiếng gió ngựa gần quá. Hay chúng ta bỏ lại bớt vàng bạc rồi chạy nhanh đi ông. Đồ ngu. Người muốn thì cút đi. Cút ngay đừng để ta thấy mặt. Số kho báu này phải là của ta.